Một số đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường DT756 Minh Lập - Lộc Hiệp sau khi được ngành chức năng tiến hành lắp đặt biển thiết bị cảnh báo đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, những khúc cua gắt nguy hiểm trên tuyến đường này vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo người dân địa phương, khúc cua gắt nguy hiểm trên tuyến đường DT756 Minh Lập - Lộc Hiệp đi qua địa bàn ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, sau khi được lắp đặt biển cảnh báo từ xa, biển chỉ dẫn, dạ quang, giải phân cách mềm, gờ giảm tốc, tình hình tai nạn giao thông có giảm, nhưng vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là vào thời điểm ban đêm, phương tiện phải lưu thông trong điều kiện địa hình phức tạp, đường nhỏ hẹp, rất dễ xảy ra tai nạn. Việc lắp đặt biển cảnh báo đã phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng cần tính toán đến các nhóm giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến về lâu dài, gắn với phát huy nguồn lực nhà nước đầu tư cho hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.